Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Asan Easy Test Rota do Asan Pharmaceutical sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Asan Easy Test Rota cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Asan Easy Test Rota có cấu tạo như sau, que thử trong túi nhôm với chất hút ẩm. Ống đựng mẫu với dung dịch đệm triển khai, que lấy mẫu, tờ hướng dẫn sử dụng. Chức năng của Asan Easy Test Rota là một bộ xét nghiệm miễn dịch sắc ký để xác định rotavirus nhóm A trong phần người. Que thử này sử dụng một kháng thể đa dòng để phát hiện những nhóm protein xác định bao gồm các protein cấp size lớn bên trong, VP6, hiện diện ở rotavirus nhóm A. Lớp màng được bọc kháng thể đa dòng đặc hiệu với rotavirus trên vùng thử nghiệm, test line, của màng. Trong thời gian xét nghiệm, mẫu được phản ứng với cộng hợp keo vàng một kháng thể cụ thể khác. Hỗn hợp sau đó di chuyển trên màng bằng lực mau dẫn. Đối với kết quả dương tính, sẽ có một vạch nhìn thấy với độ đặc hiệu và độ nhạy cao khi phức hợp kháng nguyên kháng thể vàng xuất hiện trên vùng thử nghiệm test line của màng. Bất kể sự hiện diện của kháng nguyên rotavirus, hỗn hợp liên tục di chuyển trên màng đến vạch kiểm soát, control line đã được làm khô. Vì thế vạch kiểm soát sẽ luôn xuất hiện và xác định thử nghiệm có hợp lệ hay không. Cách sử dụng của Asan Easy Test Rota Cách lấy mẫu, Mẫu cần được lấy và xử lý bởi chuyên gia theo quy định của phương pháp lấy mẫu phân chuẩn, standard feces collection method. Mẫu phân cần được lấy càng sớm càng tốt sau khi khởi phát triệu chứng. Thử nghiệm này cần dùng phân tươi để thực hiện. Mẫu phải được thử nghiệm sớm nhất có thể sau khi lấy mẫu. Nếu cần thiết, chúng được bảo quản ở 2 đến 8 độ C cho tới 48 giờ hoặc âm 20 độ C nếu thời gian lâu hơn. Thực hành, tất cả vật liệu cần được để ở nhiệt độ phòng trước khi thực hiện thử nghiệm cẩn thận lấy một phần mẫu phân, khoảng 12,5 mg hay 12.5 microlit từ bên trong và bề mặt của mẫu ở 3 đến 4 vị trí khác nhau. Đặt mẫu vừa lấy vào một ống chứa dung dịch đệm khai triển. Trộn mẫu này đến khi phân được hòa tan trong dung dịch đệm khai triển. Nếu hỗn hợp có nhiều vật rắn, máy ly tâm có thể được sử dụng ở mức 2000 g cho 15 đến 20 giây, lấy que thử ra khỏi túi nhôm, nhúng que thử vào ống chứa mẫu theo đúng hướng mũi tên. Để phản ứng xảy ra 15 phút và đọc kết quả đọc kết quả mờ tính chỉ xuất hiện một vạch màu tím trong khung vạch c cho biết kết quả âm tính dương tính xuất hiện hai vạch màu vạch t và c trong khung cho dù vạch nào xuất hiện trước đều cho kết quả dương tính kết quả không hợp lệ nếu không có vạch nào xuất hiện trong khung sau khi thử nghiệm kết quả đó coi như là không hợp lệ một vài nguyên nhân của sự cố này là không tuân theo đúng chỉ dẫn hoặc thử nghiệm này đã quá hạn sử dụng khuyên cáo mẫu này nên được thử nghiệm lại bằng một bộ thử nghiệm mới Lưu ý khi sử dụng Asan Easy Test Rota, chỉ sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Que thử cần được duy trì trong túi kín đến khi sử dụng. Que thử nhạy cảm với độ ẩm và nhiệt độ. Không hút thuốc, ăn hay uống trong những khu vực mẫu và que thử đang được xử lý. Tất cả mẫu và và thuốc thử cần được xem xét khả năng gây hại và được xử lý như một tác nhân gây lây nhiễm. Đeo bao tay bảo vệ khi xử lý mẫu và rửa tay kỹ sau khi xét nghiệm hoàn tất. Tránh bất cứ tiếp xúc nào vào vùng mắt vết thương hở hay màng nhầy. Thiết bị thử nghiệm và tất cả vật liệu nên được loại bỏ trong thùng dành cho chất thải sinh học thích hợp. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Asan Easy Test Rota, đồng thời biết cách sử dụng Asan Easy Test Rota sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham